72, xin nhờ anh lớp 73 nhờ anh Võ Đình Linh, và lớp 74 nhờ anh Lê Quảng Hà làm đại diện. Điểm thứ hai là niên điểm hàng năm, hồi nãy là anh Khánh cũng đã nói ra rồi, thì cái niên điểm hàng năm cũng theo tinh thần ngày 1 tháng 1 năm 2009, thì anh trong khi đó tôi đang ở phía trung tâm thì anh Quang đã chủ trì cuộc họp, thì anh em đại diện các lớp sẽ chịu trách nhiệm và chuyển về cho anh Hoàng Ngọc Quang sẽ với nhau. Cái người đại diện thì hồi nãy là chúng ta xưa nay thì cứ ai lớn thì làm, nhưng mà thì tôi thấy là bây giờ cái thời buổi bây giờ nó trong cái danh sách mà anh em đã nhận được có một số ai có địa chỉ email thì xin báo lại để cho anh Cẩm đi vui. Tiếp tục sau thì xin mời anh Cẩm nói về một con kết thúc thì chính thì bây giờ chưa có thì chúng ta sẽ kết thúc. Chào cha. Thì anh em cũng biết là khí thế của hội một số điện 08 á, là làm cho chúng ta cuộc họp sau này á thì khí thế hơn và này và đông đủ anh em tham dự hội hơn. Thì các anh biết là do cái địa dương của sở vụ Sài Gòn phụ cận á, cho nên là những cái lần họp hội họp của anh em Sài Gòn và phụ cận á, thì các anh thấy cũng là chúng tôi rất ít khi mà có những khi cuộc lễ trong cái các buổi họp ăn. Từ trước đến nay á, thì từ năm 1999 á, cho tới nay đó, thì chỉ có được hai lần, và lần này là thứ ba. Thứ hai là tại giáo sứ Bình Thuận của người Tân Thiện, và là thứ ba là tại đây. Thì anh em biết là hôm nay là anh em Sài Gòn cùng cả kỷ niệm 10 năm anh em sinh hoạt và giao lưu với nhau, và hôm nay cũng là kỷ niệm 10 năm cái tờ cập sang tâm tư số điện ra đời. Các anh cũng biết là tờ tâm tư số điện chúng tôi gọi là tập san, chứ chúng tôi không gọi là đổi san. Với cái ý nghĩa tập san thì nó có rộng hơn là tờ đổi san, vì chúng tôi trong đó có những bài của các anh em, của nhiều hoặc là anh em còn không phải trong cuộc phụ cận, mà còn có những cái bài của các anh em trong cái cho các nơi khác. Thứ nhất là anh Hoàng Trung, anh Huỳnh Điều Hòa, Huỳnh Điền Quang, Hòa Vân Khánh, có hai vị khách là anh Đậu Trung Sự lớp 62. Trong lúc đó thì chúng tôi phát hành những cuốn và chúng tôi là photo, đây là cuốn kia số kiện đầu tiên. Cái cuốn này gồm có 104 trang. Tôi muốn muốn làm cuốn viết sự kiện và bây giờ không còn cái cuốn gốc nữa mà chỉ có cuốn photo thôi. Đó. Đến năm 2000 thì tôi và thì anh Hoàng Trung, anh Nguyễn Văn Cường, tôi và Công Khanh ngồi lại với nhau và đặt cho nó một cái tên, thì chúng tôi quyết định là cho nó cái tên là tâm tư số điện. Và từ đó thì một cuộc họp, một lần họp mặt anh em Sài Gòn phụ cận, thì một lần anh em thì một lần cái tờ tâm tư sau để cùng đồng hành với anh em của phụ cận Sài Gòn phụ cận, và anh em Sài Gòn phụ cận ra về thì có một món quà tinh thần cầm gửi tới anh em, đó là cuốn tâm tư số điện 1999, cuốn tâm tư số điện số 2000, còn tự xuất tiền ra và tự cân đối chi thu. Nhưng mà từ năm nay khắp nơi không phải anh em Sài Gòn phụ cận thôi, nhưng mà anh em chi phí nữa mà được anh em trước năm vừa qua, chúng tôi đã làm tổng cộng tất cả là 13 ấn phẩm. Nha Trang với các tên người ta ước mà ưu tiên cho hai người là Nguyễn Kim Văn và Nguyễn Thành Học thôi. Bây giờ xin mời Phan Thiết. Bây giờ còn đúng anh em Sài Gòn á,
thì chúng ta cứ từ từ bây giờ nếu có thì đây đối với những em có mặt chúng ta phát cho anh em của Sài Gòn, anh em thằng đấy. Rồi bây giờ là chúng ta xin ai bắt xe giờ ra ngoài để chúng ta chuẩn bị lên nhà thờ để mà mày lễ, và xe chúng ta để cho chuẩn bị trước. Không ơi, không ơi, không trước. Hôm nay là nó chưa xuất tan, nó xuất tan rồi thua. Xin mấy anh em 61. Ba người trong một bạn, ba người. À bây giờ xin ba tổ chức chúng tôi xin cho mấy cái xe Honda xin anh Ngô cũng dọn dẹp tí cho anh em cứ ngồi đây rồi anh em cứ cầm đi hát ngồi ngồi đây đó. Ngồi đây bao nhiêu Misericordia soculum.